Rồi chuyện trong nhà, tất cả những đứa con họ Thiên mà có duyên với Kiệt á, thứ nhất là đến với Thiên Long Sơn, đến với cha mẹ, chuyên cải tâm, giữ giới luật là quan trọng, đọc kinh ngồi thiền. Mà phương tiện mà tới á, nếu mà về mình về mặt đời á, giỏi lắm là chỉ tốn cái vé máy bay thôi nha, hoặc là tốn xăng thôi. Ở trong nội bộ bắt đầu cái lời này hôm nay nói, từ ở đây và khắp thế giới mấy chục triệu đứa con họ Thiên trực tiếp và gián tiếp đều là mẹ nói, cha nói, đều là đệ tử của con hết. Đứa nào cũng giống nhau, không phải chỉ những đứa ở gần mà bên bờ Thái Bình Dương cũng là đệ tử của họ Thiên. Tại vì con là người truyền tin, cũng là người đại diện cho cha mẹ lập khế đạo. Đó là mẹ nói như vậy. Thì ở bên Việt Nam cũng là đệ tử, nhưng ở gần hay ở xa tất cả đều không được kêu huynh đệ tỷ muội hùng hập tiền bạc để mà làm chuyện công đức gì hết trơn á. Thời nay á, người nào làm công đức thì mỗi cá nhân người đó tự đi làm để mà tạo công đức. Con giúp vô bẫy bớt ghế ra, bỏ hai cái hàng, bỏ một cái hàng ghế này để chiếc xe đẩy lên được. Tự tạo công đức chứ không có kêu huynh này mũi kia tỷ nọ mà hùng tiện nhau. Cha mẹ không có muốn lộn xộn tiền bạc trong này, cho nên đến với họ Thiên mang họ Thiên không cần dĩa trái cây, cũng chẳng cần rùm rà lễ nghi, chỉ hướng về đông bắc bắc mà hành tâm. Và lúc mà vô đạo rồi thì cuốn kinh trên online nó cũng miễn phí, xuống download xuống rồi ngồi đọc. Ngồi thiền cũng không có tốn tiền, chỉ bỏ lên thôi, bắt ấn tâm muội là ngồi thiền thôi. Cho nên cái gì cũng miễn phí, không có tiền bạc bạc trong cái họ Thiên này. Đó là bề trên muốn như vậy. Họ Thiên lên nhớ, ở chỗ nào mà tiền bạc bạc thì là không phải là ý của bà trên nha, là ý của cá nhân đó, người đó tạo nghiệp rồi gán mà chịu. Rồi bỏ anh chị bỏng cái ghế lên trên cái màn hình nó xấu quắc cũng làm được đẹp bớt. Lấy hai cái ghế này đi xuống dưới luôn, cái này nó lên nó quay ngay luôn á em. Ừ nhảy đi cho đẹp. Rồi cái đó chuyện về vấn đề đến với họ Thiên chỉ cái tâm giới luật, tinh tấn tu tập. Đứa nào ăn chay trường được thì chay trường, trường không được thì nửa trường nửa tam tịnh nhục. Nhưng mà đại kỵ nhất là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là ăn con nhúc nhích cả hôm nay tới ngày hôm nay, vì phải giao duyên với đời. Hồi xưa chay trường nhưng mà sau này á, mấy chư vị kêu á, con phải thích ứng với đời với gia đình. Thì cả Kiệt cũng là ăn có 8 ngày thôi. Còn những ngày kia là ăn đồ Costco với đồ tam tịnh nhục thì nó mới thích ứng. Đến khi nào mà ở cái tuổi mà ấy đó lớn á, thì mấy vị mới bắt đầu trở lại. Thứ hai, họ Thiên không có nên đi về Việt Nam khoe khoang mình là họ Thiên gần Kiệt thứ này nọ. Tại vì như thế sẽ bị những người khác lôi cuốn, và những cái thế lực mà thích và không thích họ cũng lôi cuốn để mà làm cho mình phân tâm. Cũng không có nên nói gì hết, cứ âm thầm. Và cũng không có nên gặp những cái người mà nhập đồng, nhập bóng, hay là những người dạng như biết bùa biết ngải rồi đó. Tại vì ở bển thì họ cứu những cái người nghèo, nhưng mà họ gặp mấy đứa đệ tử họ ở họ Thiên mà ở Việt Kiều á, ở nước ngoài về đó, là dĩ nhiên là họ chưởng cho mấy chưởng để mà họ quay như con dế. Thì cái đó cũng không có nên. Và đồng thời á,
có một câu chuyện này. Ngày xưa Thiên Tấn Kiệt này cũng hiếu kỳ, cũng lăng sang lo đi tìm Đức Thầy, lo đi kiếm Phật Di Lặc, rồi lo đi kiếm đủ những người mà mấy ngàn người mà cha mẹ kêu nhảy dù xuống lượt. Cái có một lần cái Đức Thầy nói con đừng có lo quá, chuyện đó là cha con lo hơn con rồi, đừng có lo hơn ngài nha. Ông nói khéo mình vậy đó. Cái nghe là kêu Thiên Đức Kiệt đừng có lo nhiều hơn Thượng Đế, cha lo hết rồi. Thì hôm nay Kiệt dùng cái đó của mấy lời của mấy vị dạy là tất cả các con á, họ Thiên á, đừng có lăng xăng đi về Việt Nam, lo đi kiếm Đức Thầy, lo đi kiếm cha. Cha ở ngay đây, cha ở Thiên Long Sơn, Đức Thầy Liên Long Sơn ở bên này. Mình trực tiếp mỗi ngày mắc mớ về phải mà lo dùm cho hữu mà đi kiếm. Kiếm rồi cái đứa nào cũng lọt vô mấy hố trong lịch bịch hết. Nó mà lo gỡ bùa lỡ ngãi cứu ra, đứa nào cũng thành ra là gà xây cửa mã chân thật ở. Rất là tự mình ham mê tín. Có và mấy đứa trong nhóm mình á, hôm nay mấy cái lời này lên mạng nói luôn. Người Việt Nam họ có thần thông, họ cứu người thì người đó người bình thường, còn mà gặp Việt Kiều á thì là nửa cứu nửa chưởng cho mày mấy chưởng. Vậy đó, nên cẩn thận. Ngay trong lúc này, khi nào chuyện mà quan trọng á, tắt cái máy lạnh đi, mấy con mở máy lạnh làm gì. Thấy gió quá trời. Ok rồi, chắc gió ngoài vô cũng tốt á. Hai mình bây giờ có cái ban mà gần á, thì tất cả chi phí họ Thiên mình có cái quỹ của cha cho. Con số nó cũng nghĩ mình ăn uống với xài lặt vặt xài hoài cũng không hết tiền, cho nên không có lý do gì phải nguyên góp hết trơn. Mỗi lần có khóa tu vậy đó thì cứ lấy tiền của cha cho xài, nhưng mà cái gì giấy tờ rõ ràng. Họ Thiên đến với nhau, thứ nhất quy tắc không có mượn tiền lẫn nhau, giàu cho thân cỡ nào. Không thiệt mà, cười gì con. Thứ hai không có hỏi chuyện cá nhân của nhau. Thứ ba không có được giận nhau quá 3 ngày. Cho nên giàu cho mình có chuyện gì sôi động quá 3 ngày xù làm lại trang mới. Đó là Thiên Tấn Kiệt này thử gọn lắm, cho nên chuyện quá 3 ngày đừng ai hỏi gì kỳ quên hết. Họ Thiên mình có cái đó hay vậy đó. Và đồng thời mình đến với nhau với cái chân tình, và đồng thời cái sự tu hành tinh tấn, và không có để cho người ở ngoài không có hiểu mà họ lỡ khẩu nghiệp á, thì mình đừng có tạo cho họ. Và đồng thời đừng có bao giờ đi khoe trương gieo duyên nói tốt về Thiên Tâm nhé, để cho tự họ tìm hiểu. Vàng thiệt á, không có sợ lửa con biết không, cứ để tự nhiên. Còn bây giờ mình nói á, mà họ không tin á, là họ bị đọa địa ngục thì tội nghiệp lắm, họ mất cơ hội. Tại con người cái ngã họ cao lắm. Khi mình nói về cha, nói về Thiên Tâm, mình nói về ông này là con của ông trời đợi thế gian này, không ai tin chứ, khó lắm. Nhất là anh em hay cha bà con đó, chồng vợ đó. Mình mỗi người ai ăn nấy trứng, ai tu nấy trứng, ai ăn nấy no, ai uống nước biết nóng biết lạnh. Còn khi nào mà họ tự nhiên á, họ âm thầm họ tìm hiểu, cái họ thay đổi rồi họ hiếu kỳ đó, thì lúc đó mình mới khai trí cho họ, thì mình mới cứu được. Cho nên họ Thiên không theo đúng luật Phật vậy, là khi nào mà ai mà cầu pháp Phật mới giảng pháp, chứ Phật không có nói đi nói chuyện Phật pháp một cách ngang xương. Giàu cho mình gần cha gần mẹ, giàu cho mình sám hối buổi lễ mà mùa mùng 9
dí ở trên điện á, mấy cái clip á, hội trường á, họ nói làm gì mà Thượng Đế đứng đó, trời ơi, ngày phải bận rộn 3.000 cái thành tinh mà cái Thiên Long Sơn, cho nên những người ngã mạng cái gì họ cũng có thể nói được. Nhưng mà kiệt này giờ ta thề cha đứng đó, mẹ đứng đó hôm đó để chứng tất cả mấy những người trong hội trường á, mà cũng không phải một người nữa. Thường mấy vị biết ha, mỗi lần cha mẹ mà đi đâu á là có hàng vạn hàng tỷ chư thiên và mấy vị tiên nữ đi theo đông lắm, không phải là một người. Nên bữa đó trong hội trường đầy luôn, mình khoảng như ta 300 không, không 300 mấy người đầy trong đó. Thì ở ngoài kia cũng khoảng 3-4 nghìn chư thiên mà mấy vị lớn á, chứ không phải mấy vị nhỏ mà được đi đâu. Cũng giống như Việt Nam mà giống như Bác Trọng, Bác Phúc hay Bác Chính mà đi ra khỏi nước á, là mấy người chức lớn mới là được lên máy bay, phải không? Chứ mấy người nhí đâu có được lên. Thì mỗi lần cha mẹ mình đi xuống để mà chứng những buổi lễ mà của mình á là đông á, mình gần với cha trời mẹ đất dữ lắm. Rồi những người xung quanh giúp những buổi lễ giống gì nè, ăn uống hay là tổ chức hay là internet rồi này nọ, đều có công đức, là cũng là một cái dạng có gọi là hộ pháp, đều được cha thương và đồng thời có công đức lớn. Chứ không phải là Kiệt cũng là một trong những người gọi là cộng viên, cộng tác sự chung vậy đó. Chúng ta đều làm mướn cho Thượng Đế hết, không ai hơn ai chỗ này hết nha. Chỉ khác có một cái là người làm mướn này là trách nhiệm nhiều, làm sai là ẹt đi về, đúng không? Còn mấy hộ pháp xung quanh mà lo nè, có làm sai nữa cha cũng nói giỏi lắm, lấy điển lại thôi, kệ nó làm gì làm. Lúc đó là sống nghèo khổ bệnh tật thì gán chịu. Còn Kiệt làm sai là cái gì biết bị gì đó. Đó là mấy chuyện. Những người mà đứa con họ Thiên mà ở trong cái group Thiên Tâm group á, mà ai có những cái admin á, không có được bỏ tên bạn bè vô một cách không có sự đồng ý. Nó chỉ là những người của họ Thiên mới nằm trong cái Thiên Tâm group. Tại trong đó nó nói những cái mà không có lên trên clip, không có lên trên public là khác. Cho nên ở bên kia đứa nào mà bỏ gì vô á, ở xa mà có cái admin của cái Thiên Tâm Telegram á, thì phải thông báo một cái rồi coi người đó làm sao bỏ vô. Chứ mình đừng có bỏ lum la vô á, chuyện gì ở đây biết hết. Chuyện của ông trời á, Bộ Chính trị Tình báo Hoa Nam cũng biết luôn, cũng mệt á. Cho nên cẩn thận mấy cái đó. Chuyện của ông trời là ông trời, Tình báo Hoa Nam là chuyện của nó, Tổng cục 2 là chuyện của Tổng cục 2, chuyện của Bác Trọng là Bác Trọng. Bỏ chung vô, nhiều lúc mình thương, mình dạy đệ tử riêng, cái biết hết cha. Thích cha, nó mình sắp sửa chia 5-7. Có thằng khùng khùng bên Mỹ, nó nói như vậy, lúc đó tập trong bình gãy đầu. Trời sao nói trúng quá ta. Tại vì theo dõi thì nó phải biết, còn không theo dõi thì nó lơ thì chuyện nó làm. Ôi, bữa giờ mình gài người vô trong Telegram group, nó nói nó, 2 tháng nữa chia 5-7, 2 tháng nữa phe Thượng Thiên quân đội của Việt Nam sẽ chống với phe nghịch thiên của thiên ma, cũng là trong quân đội phải không? Hai thằng mặc đồ giống hệt nhau nhưng mà hai linh hồn khác nhau. Hai thằng đục với nhau, cũng cùng hai cây AK, hai viên đạn giống hệt luôn. Ừ. Sao nó biết hay quá vậy ta. Nên cẩn thận, không có nên bỏ vô ai đó bỏ.
Rồi, con của ông trời mang họ Thiên, nửa dòng trái đất cũng là đệ tử của Kiệt. Hôm nay trên cái mạng này, clip này tại bữa ngày mùng 9 vía cha đó, ở bển thấy mấy cái quay phim đó, thì người ta cũng có sự buồn á. Rồi thôi thì hôm nay dùng cái clip này, dùng lời nói này là chứng nhận hết. Ở xa cũng là con ông trời, cũng là đệ tử Thiên Tướng Kiệt. Đó là lời bề trên nói lâu rồi. Ở gần thì càng tốt, thì gặp nhau nhiều, nhiều lúc á bất lợi hơn là người ở xa nha mấy đứa con. Ở bên Việt Nam thì ở gần nhiều lúc ghét bục nhà ông Linh. Ông nội này cũng vậy thôi, tôi đâu thấy ông bay gì đâu, đâu thấy bảy dòng hồ quang của ông gì đâu. À, không, bữa nào mốt lấy điện gắn vô đây phải không, chiếu màu bảy màu thì lúc đó mới là thiệt phải không. Thì nhiều lúc ở gần cái nhã của mình nó lên, cho nên chị không có làm gì sai với mấy đệ tử mấy quý vị hết. Chỉ sợ với mấy đệ tử ở gần quá rồi cái ngày nào cũng thấy giết à. Coi bình thường á, rồi lúc đó bị mấy ông Thiên Tướng ký đầu gác chịu à. Giỏi lắm mà, kiểu như Hòa Thượng Thái Siêu là dữ rồi. Cái câu chuyện Hòa Thượng Thái Siêu à, cỡ chừng đó, hay kiểu ông Thành bữa ngồi bán Phật á, cỡ đó là dữ rồi à, cỡ bảy nữa kìa. Thật sự khi nào biết á, xin liền không sao. Mà không biết á, mệt á. Khi mà để mấy vị đọc được cái tư tưởng mình á, hiểu hết. Thế là mỗi lần mà bữa như mình ở trên Thiên Long Sơn là một ngày hai ngày đúng không? Ngày nào cũng cả sáng tới tối đúng không? Tất cả mọi thứ mấy vị ngồi họp lại sau đó với Kiệt. Mấy vị kể hết đứa nào làm gì, trong đó có người nào không phải hồ thiên, người theo dõi, người làm gì biết hết. Nhưng mà mấy vị cho hết. Cho nên không có gì mỉa mai, nhất là này mà nói chuyện trội trên khoái. Sau này nó đệ tử này ở trên trời á, xuống này cũng là hộ pháp á. Đó, clip á, ngồi nói để chuyện này nọ đó, có điển á thì nhiều lắm, cũng là sứ mệnh á. Bây giờ mới biết người đó là cũng có sứ mệnh, không phải thường. Rồi cha cũng đứng đó, cái là mình sám hối trực tiếp với thực đế luôn. Mình không có qua trung gian một ông Đức Giáo Hoàng, mình cũng không qua trung gian Đức Hồng Y, cũng chẳng qua trung gian với một cha chánh xứ hay là phó xứ hay là cha lớn của một cái nhà thờ nào đó. Thẳng với cha luôn đó. Thì quý vị thấy có phước không? Hy vọng năm sau á, mình phải năm nay á, vì cái núi nó còn hơi trục chặt với tờ, năm sau mình sẽ mở rộng ra, mình sẽ nói trước cho mọi tháng. Nếu mà kéo về chừng chục nghìn người á, thì cũng lên núi cũng chứa được luôn nữa. Năm tới chắc mình mở lại 10.000 người cũng được. Lúc đó chắc cha phải đứng ở ngoài trời quá. À, xóa tội cho mấy đứa con lúc vô Minh làm chuyện ngu muội. Hôm nay về với cha, thật sự cha mẹ là Phật đó, không biết không, rất là từ bi. Nào cha chỉ sợ những người mà gọi là có cái ngã cao á, họ không có tin á thì họ không có được cứu. Còn những người mà cái ngã không còn cái ngã đó thì về trời nó cũng không còn cái ngã. Cái nhà cái thằng Vô Côn á, trước khi nó đi ăn chơi ta tứ phương làm dân đại ca rồi á, mà khi mà nó gác kiếm á, nó về cái thằng đó nó làm việc giỏi lắm, nuôi làm ruộng hay là nuôi gia đình giỏi. Thì cái dạng đó là cái dạng cha đang cần. Cái thằng mà nó còn ăn chơi, nó còn ngã mạng cứng đầu, nó về nhà nó chỉ có lấy tiền nó ăn cắp nhà đi bán tiếp, đi chơi tiếp à. Nó về nó hết tiền, nó giả bộ, nó hiền hiền xuống, chứ chừng tháng sau ấy, nó giữ lại.
Thì cái đó là cha không có cần dạng đó. Thì cho nên mình quay đầu mới là quan trọng. Bao nhiêu tội cũng sẽ được xóa hết. Bao nhiêu baby mà mình lỡ hồi xưa mình vô minh không hiểu luật nhân quả, mình lỡ mình làm mất con của mình, hôm nay nó đeo đầy cổ đầy đầu, cho nên dai nặng cổ mỏi, ngủ không được, chập chờn, lấy chồng mới cũng không xong, làm gì cũng không ra hồn, yêu ai nó cũng không cho yêu, tự gì nó nít nhõng nhẽo cũng như người sống vậy con biết không. Nó còn hơn nữa, nhưng mà nó có thần thông. Mẹ, mẹ mà yêu ông đó rồi, mẹ là con đâu có đeo cổ mẹ được. Đại khái. Cho nên mệt với tụi nó lắm. Cho nên hôm đó cũng tiễn đi mớ rồi đó. Hôm nay dùng cái này á, cái hộ mới năn nỉ. Hey, mày đi đầu thai đấy nghe, để mẹ mày ở yên nghe. Cái này nè, là đích thân cái lực của Kiệt luôn á. Cục này có hào quang sáng dữ lắm. Cha là người cầm vô cái này, ban xuống cái này. Khi Kiệt đi đâu thì cầm cái này đó, tất cả các chư vị thần đó phải quỳ xuống đó. Đây là kim lĩnh đó. Ở trong này nó có chữ là Buddha King Number 8, tức là Phật Di Lạc. Order, tức là kim lĩnh là order. Nói tiếng Mỹ nè, 2017, dù có cái này. Son of God, ở dưới này có cái chữ là con của ông trời. Còn cái này mình dịch tiếng Việt là cái gì ta? Có cái dấu thiên tâm này, thấy không? Pháp Dương Kim Lĩnh Thái Tử Thiên Nhãn. À, này. Thì cái này á, khi mà tại sao mình cần cái này? Các con nên nhớ, ở bên cõi vô hình cũng như cõi hữu hình mình, khi mỗi lần mà mình đặt một cái bàn khấn cho 40 cây số xe tăng đông lạnh, hay mình đặt một cái bàn khấn trên núi mà cho cái đập Tam Hiệp nó đừng có bể, và cũng giống như mình khấn cho nước Việt có một sự thay đổi lớn để mà cứu dân tộc thoát cái gông cùng của Trung Cộng, của Ma Dương á, Đảng Cộng sản Trung Cộng nghe, không phải là người Trung Quốc nha, hai cái khác nhau, thì phải dùng mấy cái này thì mới chịu, mới ra hiệu lệnh được toàn cõi thế giới những cái thiên binh thiên tướng. Còn hơn nếu không có cái này mà đặt ở trên bàn á, mình chỉ nói có vài chị nghe thôi, không phải là khác nhau một chút. Thì mỗi lần cúng trên núi á, thì Kiệt hay mang cái này xuống. Mà mấy vị dạy cách sử dụng cái này, cái nào cần thiết á, mình mới xài. Thì xong về á, là phải có một cái loại, những cái loại trầm hương đặc biệt á. Tại vì khi nó hút hết những cái ô uế, cái trượt của một cái người nào mà được để đầu á, thì bắt đầu nó sẽ, nó là trong cái máy hút, hút ma. Vaccine Go Buster vậy đó. Ở này giống vậy. Hả? Ở 500 nó hút mấy cái trượt á. Nên có cái này đem ra đây, không phải là khoe nha quý vị, mình tánh mình mọi người biết rồi. Nhưng mà tự vì từng lễ đâu phải dễ gặp nhau đâu, ai cũng bận rộn. Thì bữa nay có trong lòng cũng có mấy cái khúc mắc muốn giúp những đệ tử đặc biệt. Cái này trên thế giới có 8 người có, Kiệt là một người có cái này. 8 người kia đang ẩn mình ở trên thế giới không biết. Có thể người Đài Loan, có người thể người Mỹ. Cũng một cái thời mạt pháp này để mà lập hội Long Hoa đó, hội Anh Tài đó. Và bản phong thần hai á là cái này. Đó là chuyện sơ bộ của cái ngày mùng 9 vía cha, ngày sám hối. Rồi chia sơ sơ với mấy đệ tử họ Thiên ở khắp thế giới. Hôm nay chứng nhận thâu hết, dùng cái kim lệnh này
có hai mục đích: trị bệnh cho một số đệ tử đang có mặt ở đây, và đồng thời thọ ký cho tất cả mấy chục triệu họ Thiên trên toàn thế giới hôm nay đều chánh thức là con của ông trời, là đệ tử của Thiên Tướng Kiệt này, là hôm nay là đem ra đây để lên mạng đó, là máy quay phim này quay nè, để được về trời cùng với Kiệt. Đã có nhiều người xa đâu có cơ hội ở Mỹ đâu, thì đó là cơ hội nghĩa mạng này. Cái này nếu mà tính theo mà cái trọng lượng á, gọi là kim lệnh, thì nó phải bằng vàng đúng không? Cái vàng 24 không ba mấy lượng á, ba mấy lượng. Nhưng mà nó mình không phải tiền nha quý vị. Bây giờ ai mua này 1 tỷ cũng hay lộn rồi đó. Tại vì sau khi mà mình lên mấy cái clip mà bữa ở hội trường á, ở bên kia có nhiều người giống như người ta cảm thấy buồn á. Thì giờ hôm nay thì đừng buồn nữa nha quý vị, ở phương xa đều đệ tử của Kiệt hết. Hôm nay dùng qua cái màn hình truyền tâm ấn, rồi và đồng thời dùng kim lệnh để mà truyền cái tin về phương xa, nhận hết mấy chục triệu gián tiếp hướng về Đông Bắc, cũng đều là chánh thức con của cha, đệ tử của Thiên Tướng Kiệt, thái tử Thiên Nhãn. Ở trên trời á, thì có cái tên là Thiên Nhãn, xuống dưới trần á, thì thấy mắt ở đây là bên câu đài có không mắt á, người ta cũng kêu đó là Thiên Nhãn. Có phải cha rảnh đâu mà cha nhìn xuống dưới trời ơi, cha nhìn cả cái vũ trụ. Chỉ còn con này ở trên kia nhỏ xíu tuổi à, đẹp trai nhỏ lại lăng tăng lại nhiều lúc ngon ngót xuống sao mình đâu biết được. Nhưng mà tên thiệt là Thiên Nhãn. Trong này có để nè Thiên Nhãn nè, chúc mà ai muốn coi thì coi. Này làm năm 2017 cái cha cầm lên, cha điểm vô, điểm là để phong vô, chứ nó thôi nó cũng là cục dạng, lại có khỉ gì đâu. Nhưng mà có cái bàn tay của cha cầm vô á, với của mẹ với hội đồng chư Phật bỏ điển vô, thì nó mới có hiệu lực.